Xin kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Chuyện Sức Khỏe, chương trình được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh Sun TV. Kính thưa quý vị, hiện nay thì nhiều người đã chọn detox là phương pháp để giảm cân và loại bỏ độc tố trong cơ thể. Và đặc biệt thì những người đang phải làm việc tại nhà trong mùa dịch này đã chọn phương pháp detox bằng các thực phẩm chức năng hoặc là phương pháp tự nhiên. Tuy nhiên thì phương pháp này có thật sự hiệu quả? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Một nam bệnh nhân 76 tuổi đã vào viện cấp cứu cách đây 2 tháng trong tình trạng trụy mạch. Trước đó, bệnh nhân uống một loại thực phẩm chức năng để detox sỏi vào cơ thể và thải độc gan, dẫn tới tiêu chảy gần 30 lần trong một ngày. Một người phụ nữ 33 tuổi khác, cách đây không lâu cũng tham gia một liệu trình thải độc gan, trị viêm da, trị viêm gan B, ngăn ngừa và điều trị ung thư. Trong vòng 4 ngày, chị phải ở lại trung tâm và được ăn trái gạo non, uống nước ép trái cây, dầu ô liu, kết hợp với ngồi thiền và tập yoga. Vào ngày thứ 5 thì chị này đi ngoài ồ ạt. Đó là hai trong số rất nhiều những trường hợp detox thải độc không khoa học. Detox hay là giảm cân? Ở đây giảm cân thì các bạn uống nước, các bạn không ăn thì năng lượng nó rất là ít rồi đúng không ạ? Thế thì nếu mà nói về detox hay là gọi là giải độc cơ thể thì các bạn uống đủ nước trong ngày thì cũng có tác dụng là thải độc trong cơ thể. Quả bạn ngâm vào đấy thực ra nó chỉ tạo hương thôi, chứ còn nó cũng không có cái giá trị dinh dưỡng gì nếu mà các bạn lại không có xay ra. Hiện nay các phương pháp detox đăng tải đầy rẫy trên mạng và truyền miệng như một biện pháp để phòng ngừa ung thư và bệnh tật. Bên cạnh đó thì không ít những sản phẩm mang tên detox đang được quảng cáo với những lời có cánh, nhưng thực tế lại có thể làm người dùng mang họa. Theo Bộ Y tế thì các phương pháp detox với mục đích thải độc, thanh lọc cơ thể được truyền tụng và thực hiện rộng rãi, trên thực tế là không có cơ sở khoa học. Detox ban đầu được hiểu là thải độc cơ thể, nhưng phải xác định được chất độc cụ thể trong người đó đã bị nhiễm là gì. Một bác sĩ nói rằng những chất độc, sỏi độc và sạn độc thu được sau quá trình thải độc đang được quảng cáo thực chất là không có gì huyền bí như nhiều người đã đồn đại, mà là cellulose không thể tiêu hóa, mỡ hoặc dầu thực vật do người detox dùng quá nhiều, khiến cho cơ thể không thể tiêu hóa hết những dịch mật còn lại sau khi được hấp thụ tại gan. Khi mỡ và dịch mật còn lại kết hợp với nhau sẽ tạo ra sỏi và sạn màu xanh và cả những sợi cellulose không tiêu hóa được. Tuy nhiên, những sản phẩm sau detox thải ra đã làm nhiều người lo sợ. Họ tin rằng có một lượng chất độc nào đó có thể thải ra ngoài và phòng trừ được bệnh tật nếu detox. Ngoài sử dụng dịch vụ hoặc thực phẩm chức năng đang được quảng cáo là có tác dụng detox cơ thể, việc sử dụng sản phẩm tươi như nước mía, nước ép bí xanh, ớt xanh cũng được các bác sĩ khuyến cáo. Tuy không gây tiêu chảy nhưng cũng không ít các nguy cơ, thậm chí có thể gây suy mòn cho người dùng do đã nhịn ăn kéo dài trong quá trình detox. Theo đó thì gan là cơ quan đào thải chất độc chính của cơ thể người, sau đó là thận. Nếu tăng hấp thu các chất độc hại thì gan sẽ bị tăng gánh nặng thải độc, chứ không phải là đi thải độc cho gan. Nhiều người nhân cơ hội làm việc tại nhà trong mùa dịch đã lên kế hoạch giảm cân và thải độc cơ thể. Tuy nhiên, nếu như thực hiện sai cách và phản khoa học thì sức khỏe sẽ bị suy giảm. Trong những ngày dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì điều mà chúng ta cần làm chính là ăn uống đủ chất, tập thể dục thể thao hợp lý, bổ sung nhiều vitamin và chất dinh dưỡng để tăng đề kháng cho cơ thể, tăng độ miễn dịch với các loại virus vi khuẩn gây bệnh, trong đó có virus SARS-CoV-2. Kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta nên có ý thức đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân mình. Nếu quý vị có những dấu hiệu bất ổn thì hãy đến ngay trung tâm y tế gần nhất hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết này. Chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Và đặc biệt là trong mùa dịch này, mỗi chúng ta nên ý thức đảm bảo an toàn của bản thân, luôn mang khẩu trang và hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Sức Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong thứ Bảy tuần sau.